Tại vì đây là một cái sản phẩm mà thực sự nó rất là tốt và nó có một cái nhu cầu rất là lớn trên thị trường các anh chị ha. Thì cái clip này Quấn sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là sẽ giúp cho các anh chị hiểu được rõ được là tầm quan trọng của nước ion kiềm, tại sao mình phải sử dụng những cái máy tạo nước ion kiềm như thế này. Và thứ hai đó là về cái thương hiệu Biotech, tại sao mình lại lựa chọn thương hiệu Biotech thì để mà phân phối trong rất là nhiều những cái dòng máy tạo nước như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần thứ nhất các anh chị ha, đó là lý do tại sao mà ở cái thời đại hiện nay, ở cái môi trường sống như hiện nay thì chúng ta phải nên sử dụng máy tạo nước ion kiềm. Và máy tạo nước ion kiềm là gì các anh chị? Thì đây là xu hướng nước uống tốt cho sức khỏe trên thế giới. Các anh chị cũng biết rằng là ở Việt Nam mình á, thì là một trong những cái quốc gia mà có nguồn nước được đánh giá là ô nhiễm rất là cao. Nhưng mà hiện tại á, thì chúng ta vẫn rất là ít gia đình mình có thể tiếp xúc được với lại là máy lọc nước, đúng không ạ? Thì hầu như thì tất cả các gia đình khi mà được hỏi á, thì họ đều cảm thấy là cái nguồn nước mà họ đưa vào trong người á, thì không có an toàn. Tại vì sao ạ? Tại vì vi khuẩn nè, virus nè, rồi những cái kim loại nặng, những cái mà hóa chất nó có trong cái nước uống. Thì chúng ta cũng biết là 70% cơ thể của chúng ta là nước rồi. Vì vậy nguồn nước là rất là quan trọng. Ăn uống thì chúng ta có thể là ngày hôm nay chúng ta ăn món này, ngày mai chúng ta ăn món kia, ngày hôm nay chúng ta là ăn nhiều, ăn ít, rồi bữa thì ăn ngon, bữa thì ăn không ngon. Nhưng mà nước thì sao ạ? Nước thì ngày nào chúng ta cũng phải đưa nó vào người hết. Và nếu như mà được lựa chọn giữa việc là chúng ta cũng hiểu một điều là gì ạ? Đó là giữa việc là chúng ta nhịn ăn á và chúng ta nhịn uống á, thì nhịn ăn chúng ta có thể sống được lâu hơn, nhưng mà nhịn uống á thì chỉ vài ngày thôi là chúng ta đã chết rồi các anh chị. Vậy thì á là vai trò của nước uống trong cơ thể của chúng ta là rất quan trọng. Vậy thì nếu như mà cơ thể của chúng ta có thể sở hữu được một cái nguồn nước mà thực sự là an toàn, lành mạnh và lại đầy đủ dưỡng chất á, thì nó sẽ là một cái điều rất là quan trọng và một cái điều rất là tuyệt vời, là một cái nền tảng để mà cho chúng ta có một cái sức khỏe thực sự là tốt, đúng không ạ? Vậy thì ai cũng ý thức được về nguồn nước hết rồi, nhưng mà mình nhìn lại thực trạng mà để mà có một cái nguồn nước tốt thật sự, là để có những cái hành động rõ rệt để mà có một cái nguồn nước tốt cho gia đình của chúng ta, thì xung quanh chúng ta mọi người đang thực hiện như thế nào các chị? Thật sự đó là một cái điều rất là ít. Tại vì sao ạ? Hiện tại thì không có nhiều gia đình người ta có thể sở hữu cho mình một cái máy lọc nước, đúng không ạ? Mà hiện tại các anh chị hình dung là máy lọc nó chỉ là cái gọi là công nghệ tạo, công nghệ nước mà gọi là đời đầu thôi các anh chị. Máy lọc nước là cái thời rất là xưa rồi. Và các anh chị hình dung hiện tại công nghệ mới nhất và hiện đại nhất và gọi là máy mà được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới đó là máy tạo nước nha các anh chị. Các anh chị hình dung là khái niệm là máy tạo nước chứ không phải đơn thuần chỉ là máy lọc nước. Hiện tại tất cả những cái quốc gia lớn như là Mỹ nè, rồi Nhật, Hàn Quốc và những cái nước châu Âu thì người ta đều sử dụng máy tạo nước hết, chứ người ta không sử dụng là máy lọc nước. Các anh chị nhìn này, cái hình này các anh chị cũng thấy nè, nước máy là cái gọi là cái nền tảng thấp nhất, sau đó là gì ạ? Tới nước uống giàu canxi, rồi sau đó là tới nước uống ion kiềm. Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái loại nước đó gọi là nước ion kiềm, nó được tạo ra từ máy tạo nước. Và tại sao mà cái nước này nó lại có những cái đặc điểm gì tuyệt vời mà chúng ta nên hướng tới sử dụng nó các anh chị? Ok, vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái nước ion kiềm này là gì. Các anh chị có thể là nhiều, rất là nhiều các anh chị mình nghe về cái khái niệm nước bi nè, hay là nước ion kiềm nè, hay là nước điện giải kiềm nè, thì các anh chị thấy cái khái niệm này rất là xa lạ và thực sự nó cũng còn rất là mới ở Việt Nam nha các anh chị, không nhiều người biết được về cái nước này. Nhưng mà Ấn có thể khẳng định với các anh chị là trên thế giới thì người ta đã quan tâm tới nước, cái loại nước này từ rất là lâu và người ta đã sử dụng nó hàng ngày rất là lâu rồi nha các anh chị. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái khái niệm nè các anh chị. Cái loại nước này nè thì nó được gọi là biết tới trên thế giới, được gọi là khám phá ra trên thế giới là từ năm 1964 rồi nha các anh chị, là rất là lâu rồi. Nó được một cái giáo sư người Nhật khám phá ra trong một cái cơ chế gọi là nụ nở ra hoa của các loại thực vật đó các anh chị. Có nghĩa là cái khám phá của ông này bắt nguồn từ một cái nghiên cứu của ông này là như này các anh chị, đó là trong cơ thể của những loài thực vật á thì nó có một cái loại nước, mà cái nước này nó không phải là hormone, mà cái nước này á ông này đặt tên đó là gọi là nước cơ thể. Thì cái nước này nó hỗ trợ cho cái thực vật rất là nhiều về khả năng chống oxy hóa, cũng như là ngăn ngừa được rất là nhiều về vấn đề về những cái tác hại của môi trường đến cái thực vật này. Và ông mới đặt tên cho nó là nước bi các anh chị, và nó là một cái loại nước đặc biệt trong cơ thể sống. Thì đây là một cái nghiên cứu khoa học đàng hoàng nha các anh chị. Vậy thì cái loại nước này nè, sau khi mà nghiên cứu kỹ càng và tất cả các nhà khoa học người ta bắt đầu nghiên cứu về nó, thì người ta mới phát hiện ra cái loại nước này nó có 4 cái tính năng như sau các anh chị. Thứ nhất, đó là cái nước này là nó giàu chất chống oxy hóa. Và cái đặc tính thứ hai của cái loại nước này á, đó là cái tính kiềm của nó thì rất là tốt. Và cái thứ ba là gì ạ? Những cái cấu trúc của phân tử nước này là những cấu trúc phân tử nước nhỏ. Và một cái điều nữa là gì ạ? Giàu khoáng chất. Thì đây là bốn cái tính chất của nước ion kiềm, là một cái loại nước gọi là được tìm ra từ năm 1964 ở trong thực vật các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng cái tính năng của từng của cái loại nước này, để mình xem thử là cái tầm quan trọng của những cái tính năng đó đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta được bổ sung cái loại nước này thì nó sẽ như thế nào nha các anh chị. Ok, trước khi mà mình đi vào từng cái tính năng này thì Ấn cũng muốn cho các anh chị xem một chút thông tin về cái sản phẩm này. Thật ra cái nước này nó không có mới nha các anh chị, nó không phải là ai bán sản phẩm này thì người ta mới bia cái loại nước này lên, không có các anh chị. Nếu như các anh chị tìm hiểu về nước bi nè, các anh chị sẽ thấy là ở trên wiki chẳng hạn, mình sẽ có rất là nhiều thông tin về cái nước này. Đây, nó gọi là nước điện giải nè, hay là nước ion kiềm, hay là nước bi á, các anh chị có thể tìm hiểu ở trên wiki, nó sẽ có những cái nghiên cứu, những cái thông tin để mà giúp cho mình có thể tìm hiểu về được về nó nha các anh chị. Nó là cái sản phẩm của khoa học và nó hiện tại đã được gọi là thế giới chứng nhận, tất cả những cái bộ y tế trên những cái quốc gia
nổi tiếng, những cái quốc gia hiện đại thì người ta đều khuyến khích sử dụng cái loại nước này trong gia đình hết nha các anh chị. Ok, vậy thì mình sẽ quay lại với cái slide của mình một chút để mà mình đi vào cái phần đầu tiên, đó là cái tính năng chống oxy hóa của nước bi. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu là gì, gốc tự do là gì. Trước khi mà mình tìm hiểu về là dầu chất chống oxy hóa, vậy thì mình sẽ tìm hiểu về là gốc tự do và cái việc mà oxy hóa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta như thế nào mà chúng ta lại cần chất chống oxy hóa. Thì các anh chị hình dung rằng là gốc tự do là những cái phân tử mà nó sẽ tấn công cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Và hiện tại một trong những cái vấn đề lớn nhất mà gọi là y tế sức khỏe đang cần phải đối mặt, đó là cái tác hại của gốc tự do đối với cơ thể các anh chị. Các anh chị hình dung rằng là gốc tự do nó sẽ can thiệp rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề của sức khỏe chúng ta, đặc biệt là những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp, ví dụ như là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch nè, như là huyết áp nè, rồi tai biến nè, nhồi máu cơ tim nè, hoặc là những cái vấn đề về là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Rồi gốc tự do này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái vấn đề liên quan tới não bộ, ví dụ như là suy giãn trí nhớ nè, rồi những cái vấn đề như là đau đầu, mất ngủ, đó cũng là một phần ảnh hưởng của gốc tự do. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thử gốc tự do là gì và cái cơ chế nào mà nó lại ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta một cách là nặng nề giống như vậy. Thì các chị hình dung đây là những cái phân tử bình thường của cơ thể của chúng ta, thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ cần phải tiếp xúc với những cái gốc tự do. Vậy thì gốc tự do này nó sinh ra từ đâu, các anh chị xem nè. Thứ nhất là gốc tự do này nó tạo ra từ những cái môi trường nước ô nhiễm nè, rồi khói thuốc, rượu bia nè, rồi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá mức, ô nhiễm do khí thải xe, rồi mình ăn quá nhiều những cái thực phẩm mà chiên xào nè, rồi ô nhiễm môi trường nè. Ngoài ra chính trong những cái phản ứng trong cơ thể của chúng ta là những cái hoạt động nội sinh mà diễn ra quá mức thì nó cũng tạo ra những cái gốc tự do. Và các anh chị hình dung rằng là gốc tự do này nè, hàng ngày á, cơ thể của chúng ta sẽ phải tiếp xúc với lại là 10.000 gốc tự do nó sẽ tấn công chúng ta mỗi ngày. Vậy thì các anh chị hãy thử tưởng tượng rằng là nếu như một ngày đẹp trời chúng ta đi ra ngoài đường mà chúng ta bị một người nào đó tát cho chúng ta một tát thì chúng ta đã thấy say sẩm mặt mày và cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như ngày hôm đó chúng ta bị 10.000 cái tát thì chúng ta sẽ thấy như thế nào các anh chị? Đó là cái sự kinh khủng của cái việc mà bị tấn công bởi 10.000 gốc tự do mỗi ngày, và ngày nào thì gốc tự do cũng tấn công cơ thể của chúng ta như vậy các anh chị. Và một cái thống kê là gì ạ? Đến khi 70 tuổi á thì cơ thể của chúng ta sẽ chịu sự tấn công của 17 tấn gốc tự do. Và các anh chị xin là thấy à, chính cái 17 tấn gốc tự do này nè, nó là nguồn cơn của rất là nhiều vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Đó là nguồn cơn dẫn tới sự lão hóa, dẫn tới những bệnh mãn tính. Tại vì sao ạ? Tại vì 17 tấn gốc tự do là một số lượng rất rất nhiều nha các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử gốc tự do này nè, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta như thế nào. Thì gốc tự do này có nghĩa là những cái phân tử mà nó gọi là thiếu một cái ion, nó trở thành một cái gọi là điện tử âm các anh chị. Thì khi mà nó tấn công vào cơ thể của chúng ta thì nó có xu hướng là gì? Nó sẽ đi cướp cái điện tử từ những cái tế bào bình thường trong cơ thể của chúng ta để mà cho nó cái ion này các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung giống như thế này nè, đây đây là một cái hình mà một cái người rất là hung dữ và nó có xu hướng là nó bắt đầu đi cướp của những người khác. Thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ cướp của những cái tế bào xung quanh nó. Thì cái tế bào này khi mà bị nó cướp một cái ion đi các anh chị, thì cái tế bào này nó cũng trở thành một cái gốc tự do luôn. Và cái tế bào này nó lại tiếp tục đi tấn công những cái tế bào khác là những cái tế bào bình thường các anh chị. Vậy thì cái quá trình tấn công này nó được diễn ra liên tục từ ngày này qua ngày khác, nó làm cho tế bào của chúng ta nó bị thay đổi các anh chị. Và khi mà tế bào của chúng ta bị thay đổi theo chiều hướng xấu như này nè thì lâu ngày nó dẫn tới cái vấn đề về nguy cơ ung thư. Ngoài ra những cái gốc tự do này nè, khi mà nó có nhiều ở trong mạch máu á thì nó làm cho những cái gọi là mảng huyết khối nè, nó làm cho những cái cholesterol xấu nó được tạo ra, những cái xơ vữa được tạo ra nhiều ở trong lòng mạch máu của chúng ta. Thì khi mà nhiều huyết khối, nhiều cái xơ vữa như vậy trong lòng mạch máu của chúng ta thì nó dẫn tới là hiện tượng là hẹp cái mạch máu. Thì chúng ta hình dung giống như là xe, một cái con đường cũng vậy thôi, khi mà quá nhiều xe lưu thông trên con đường đó thì nó dẫn tới hiện tượng kẹt xe. Thì ở đây mạch máu của chúng ta khi mà quá nhiều huyết khối và những cái xơ vữa đó nó chạy ở trong cái lòng mạch này, lâu ngày nó sẽ làm hẹp cái lòng mạch này. Thì khi mà làm hẹp cái mạch máu như vậy á, nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề về tim mạch và não bộ. Ví dụ như mà máu nó không bơm được đều lên tim thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề về tim mạch, ví dụ như là huyết áp nè, ví dụ như á, là vấn đề về là nhồi máu cơ tim nè, hay là tai biến nè, hoặc là máu này khi mà nó bơm lên não mà không được kịp, mà không được đều, không được đủ á, thì đầu tiên nó sẽ hiện tượng là đó là những cái cơn đau đầu nè, rồi những cái vấn đề về chóng mặt nè, là khó ngủ nè, lâu ngày nó có thể dẫn tới những cái vấn đề gì ạ? Đó là tai biến mạch máu não nè, rồi suy giảm trí nhớ nè, rồi những cái vấn đề ví dụ như là bệnh Alzheimer này các anh chị. Ngoài ra thì cái gốc tự do này á là cái tác nhân mà rất là lớn ảnh hưởng tới vấn đề về lão hóa cơ thể các anh chị. Tại vì sao ạ? Những cái tế bào của chúng ta đang là những tế bào khỏe mạnh thì gốc tự do này nó lại tấn công biến những cái tế bào đó thành những tế bào lỗi, và tế bào lỗi hay đồng nghĩa với đó là những cái tế bào yếu mà nó không thể tạo ra những cái tế bào mới khỏe mạnh được các anh chị. Tế bào nó có cơ chế là những cái tế bào già, những tế bào cũ á, nó sẽ được thay thế bằng những cái tế bào mới, những cái tế bào khỏe mạnh một cách liên tục. Nhưng khi mà những cái tế bào bị gốc tự do tấn công như vậy á thì nó không thể nào tạo ra những tế bào mới được, dẫn tới là cái quá trình lão hóa của cơ thể của chúng ta nó sẽ bị đẩy nhanh hơn rất là nhiều các anh chị. Đó là lý do tại sao á mà gốc tự do nó sẽ ảnh hưởng tới gần như tất cả mọi vấn đề của cơ thể của chúng ta. Đó là, và hiện tại á thì gọi là cái trào lưu mà sử dụng những cái chất mà chống oxy hóa, chống gốc tự do á là một cái trào lưu rất là lớn và được mọi người quan tâm. Các anh chị hãy thử tưởng tượng giống như là một cái trái táo vậy thôi. Một trái táo khi mà chúng ta cắt nó ra làm đôi, chúng ta để ở ngoài không khí thì nó bị oxy hóa, nó bị những cái gốc tự do tấn công thì nó bắt đầu là chuyển màu sang cái màu là sẫm sẫm xám xám. Từ từ nó lại sẫm sẫm xám xám và nó đen xì hơn. Đó là cái quá trình tấn công của gốc tự do. Hay là chúng ta có thể thấy những cái cây đinh rỉ cũng vậy thôi. Cây đinh khi mà nó để ở ngoài không khí á, lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét.
Đó là cái quá trình tấn công của gốc tự do, của oxy hóa. Và cơ thể của chúng ta, tế bào của chúng ta, từng cơ quan của chúng ta thì mỗi ngày cũng đang bị những cái gốc tự do tấn công giống như vậy các anh chị. Mà chẳng qua là nó ở bên trong và nó diễn ra từ 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 từ, nên là ngày 1, ngày 2 chúng ta chưa thấy được thôi. Chứ thật ra thì cái tác động của nó đối với cơ thể chúng ta nó rất là nghiêm trọng các anh chị. Đây, đây là những cái ảnh hưởng của gốc tự do có thể ảnh hưởng tới cơ thể nè. Đầu tiên nó có thể ảnh hưởng tới gọi là tim mạch, gây ra vấn đề là mạch vành nè, sơ tim, cao huyết áp, thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim. Đối với não bộ thì nó có thể dẫn tới là gì? Alzheimer nè, Parkinson, những cái vấn đề như là tự kỷ, đau nửa đầu, đột quỵ, chấn thương, ung thư. Đối với thận thì gốc tự do lâu ngày nó có thể làm cho chúng ta dẫn tới là gì? Bệnh thận mãn tính hay là viêm thận. Đối với khớp thì có thể là bị viêm khớp dạng thấp, bị gút, rồi có thể là dẫn tới vấn đề về tiểu đường nè, lão hóa, mệt mỏi mãn tính. Đối với mắt thì có thể dẫn tới là thoái hóa điểm vàng, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể. Rồi vấn đề về lão hóa da nè, bị cháy nắng. Phổi thì có thể là dẫn tới vấn đề về phổi tắc nghẽn, suy hô hấp cấp và ung thư. Rồi có thể dẫn tới đối với hệ miễn dịch thì làm cho chúng ta có thể bị viêm mãn tính nè, rối loạn tự miễn, viêm ruột, lupus, rồi đa xơ cứng và ung thư các chị. Thì các chị sẽ thấy là gì? Gốc tự do nó len lỏi và nó tấn công tới gần như tất cả các bộ phận của cơ thể của chúng ta. Và hiện tại những cái người nào mà nếu như mà chúng ta thực sự quan tâm tới sức khỏe thì cái việc mà ngăn ngừa gốc tự do một cái mức mà thấp nhất nó sẽ là một cái yêu cầu, một cái nhu cầu bức thiết để mà chúng ta có thể có một cái sức khỏe tối ưu các chị. Ok, vậy thì mình sẽ tìm hiểu một chút. Ở đây vẫn có một cái thí nghiệm về cái việc là cái tính chống oxy hóa của nước ion kiềm hay còn gọi là nước điện giải thì nó sẽ hiệu quả như thế nào. Và đây là một trong những cái phương pháp mà hỗ trợ cho chúng ta chống gốc tự do mà đánh giá là cực kỳ ưu việt các chị. Nước cangen hay còn gọi là nước ion kiềm nó có khả năng trung hòa những gốc tự do giúp cho chúng ta có thể chống lão hóa. Thì đây là betadine. Betadine nó là một cái chất oxy hóa cực kỳ mạnh, chúng ta dùng nó để mà sát trùng vết thương đó. Thì ở đây mình sẽ có 5 cái ly nước tượng trưng cho 5 cái cơ thể của chúng ta. Năm cái nguồn nước, thứ nhất là nước ngọt có ga này, thứ hai á là nước tinh khiết, nước máy, nước khoáng và nước cangen, nước ion kiềm. Thì chúng ta sẽ nhỏ bovidin vào từng cái ly này với một cái lượng được như nhau. Collagen hoặc tính dồi dào trong nước cangen làm cân bằng vượt trội và hòa tan hoàn toàn các chất oxy hóa trong betadine so với các loại nước khác. Lượng hydrogen hoặc tính dồi dào trong nước cangen làm cân bằng vượt trội và hòa tan hoàn toàn các chất oxy hóa trong betadine. Trong số 5 cái ly này á thì chỉ có cái ly mà nước cangen nghĩa là nước ion kiềm á là nó có khả năng trung hòa được cái gốc tự do. Thì các chị hình dung rằng là khi mà chúng ta bỏ bovidin vào những cái ly này nè thì những cái ly này nó không có thể khử được bovidin nên là nó bị oxy hóa nè. Nó cái màu này là nó thể hiện cái sự oxy hóa của nguồn nước này các anh chị. Vậy thì các chị hình dung rằng là nước ngọt có ga không thể nào là có chất chống oxy hóa nè, nước tinh khiết thì cũng không, nước máy cũng không, nước khoáng cũng không, riêng chỉ có nước cangen á là nước ion kiềm á thì nó có khả năng chống oxy hóa thôi các anh chị. Và nó là một trong những cái khả năng chống oxy hóa cực kỳ mạnh, nó nhờ vào những cái hydro phân tử đó các anh chị. Ok ha. Thì đây là một cái tính năng mà nó rất là tốt của cái này nha các anh chị. Trội và hòa tan hoàn toàn các chất oxy hóa trong betadine so với các loại nước khác. Hòa tan được những cái chất oxy hóa và nó sẽ là một cái chất chống oxy hóa mạnh. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là khi mà cơ thể của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta được uống cái nguồn nước tốt như thế này nè, uống nước mà nó có chất chống oxy hóa, có nghĩa là uống nước mà có thể phòng chống được rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe mà nãy giờ chúng ta đã liệt kê, thì rõ ràng đây là một giải pháp quá tốt đúng không các anh chị? Vậy thì thật sự là gì? Không có cái dinh dưỡng nào mà có thể qua được cái nguồn nước như thế các anh chị. Nước là 70% cơ thể của chúng ta, nước là thứ mà chúng ta uống mỗi ngày từ 2 tới 3 lít. Vậy thì nếu như chỉ với việc uống nước đúng và uống nước tốt mà chúng ta có thể giải quyết và ngăn ngừa được rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe như thế này, thì đó thật sự là một cái điều mà quá tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này. Về cái tính ưu việt của nó trong cái vấn đề mà chống oxy hóa thì nãy giờ là chúng ta đã xem rồi đúng không ạ? Và mình sẽ đi qua cái tính ưu việt thứ hai của cái nước ion kiềm này các anh chị. Đó là cái khả năng mà gọi là kiềm hóa mạnh của cái nước này nó sẽ giúp ích cho cơ thể của chúng ta như thế nào. Thì bản thân cơ thể của con người chúng ta thì nó sẽ có môi trường. Thường thì cái môi trường các anh chị hay xem biết về cái môi trường này giống như là môi trường về axit và bazơ vậy. Thì cơ thể của chúng ta nó cũng có cái môi trường axit và bazơ các anh chị. Thì nếu như mà một cái cơ thể mà một cái sức khỏe tối ưu thì cái môi trường cái pH của cơ thể của chúng ta nó tầm khoảng là 7.3 thì đó là tối ưu các anh chị. Và nếu như mà một cái cơ thể con người mà nó thiên về cái độ axit cao thì nó sẽ đồng nghĩa với việc đó là sức khỏe yếu. Và nếu như mà cơ thể chúng ta có thể giữ được cái vấn đề về kiềm tính thì đó sẽ là một cái sức khỏe rất là tốt cho cơ thể của chúng ta các anh chị. Và đây là một cái nghiên cứu về khoa học, người ta đã chứng minh, các bác sĩ người ta đã nghiên cứu rồi nha các anh chị. Và cái biểu hiện của một cái cơ thể mà nó nhiều axit nó sẽ thể hiện như sau các anh chị. Thứ nhất là cơ thể người ta dễ bị nóng nảy nè, hay ra mồ hôi tay, mồ hôi chân, rồi ngủ thì không ngon, thường xuyên cảm thấy là mệt mỏi, nhức đầu này nọ các anh chị. Rồi cái thứ hai á là cái hệ tiêu hóa của người ta, cái đường ruột của người ta cũng không có tốt các anh chị. Những cái vấn đề về ở chua nè, rồi trào ngược dạ dày nè, hay cảm thấy nóng bụng, nóng trong người, đó là một cái người mà người ta có cái nồng độ axit cao. Và đó chỉ là cái biểu hiện đơn thuần và thông thường thôi các anh chị. Ngoài ra khi mà cơ thể của chúng ta mà cái nồng độ axit mà nó cao á, nó còn là một cái môi trường cho cái vấn đề gây ra về ung thư nữa các anh chị.
Theo như một cái nghiên cứu khoa học đó, thì người ta nói là gì? Những cái tế bào ung thư đó, thì nó sống ở trong cái môi trường mà có tính axit cao và cái lượng oxy thấp, còn những cái tế bào mà bình thường đó, thì nó sẽ sống ở trong cái môi trường mà có tính kiềm cao. Vậy thì nếu như mà cơ thể của chúng ta mà có cái nồng độ axit mà nó quá cao các anh chị, thì nó sẽ dẫn tới gì? Dẫn tới là cái điều kiện tốt cho những cái tế bào ung thư nó được tạo ra. Mà các anh chị cũng biết là gì ạ? Hiện tại ung thư là một trong những cái vấn đề mà nhắc tới thì gần như tất cả mọi người đều e sợ nó hết. Tại sao ạ? Tại vì bây giờ thì ai cũng có thể gặp cái vấn đề về ung thư. Mình không phải là nói xui chứ ngày hôm nay mình đang khỏe mạnh như thế này, 5 năm sau, 10 năm sau hoặc thậm chí là vài tháng sau mình có thể gặp là chính là cái người bị ung thư cũng là chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Hiện tại thì cái số lượng tuổi mà bị ung thư thì nó càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Giống như là một cái người bạn của Ấn đi, thì năm nay mới chỉ có là 28, 29 tuổi thôi, thì người ta cũng đã bị ung thư rồi các anh chị. Và ung thư giai đoạn cuối, ung thư đại tràng, và bác sĩ phải trả về rồi. Và ung thư thì càng ngày nó càng đa dạng, và không phải là chỉ có ở những cái gọi là vùng quê nghèo thì người ta mới bị ung thư thôi, cả những cái thành thị, những cái nơi mà người ta rất là quan tâm đến sức khỏe thì cái tỷ lệ ung thư nó cũng rất là cao. Đó là lý do tại sao mà nếu như mà chúng ta có thể giữ cho chúng ta, cơ thể của chúng ta nằm ở cái mức pH tối ưu, có cái kiềm tính nhẹ một chút á, thì đó sẽ là nền tảng rất là tốt cho một cái sức khỏe tối ưu. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử nè, đó là cái điều mong muốn của chúng ta, nhưng mà gần như nó sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể đạt được. Đó là do cái nguồn thức ăn mỗi ngày mà chúng ta đưa vào cơ thể các anh chị. 85% tất cả những cái thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể thì đều là có tính axit, và chỉ có 15% trong số mà thức ăn chúng ta đưa vào thì nó có tính kiềm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta ăn uống từ ngày này qua ngày khác, và chúng ta không có những cái chế độ bảo vệ, không có những cái để mà hướng cơ thể của chúng ta tới cái nồng độ kiềm, thì từ từ là cơ thể của chúng ta nó sẽ thiên về tính axit, và càng ngày cái độ axit trong cơ thể của chúng ta nó sẽ càng cao. Thì chúng ta sẽ xem là những cái thực phẩm mà nó sẽ là giàu tính axit này các anh chị, thịt nè, rồi những cái đồ ăn nhanh nè, rồi những cái đồ mà chiên xào dầu mỡ, cà phê, rượu, bia, rồi những cái nước giải khát, nước ngọt, phô mai, rồi sữa, bánh mì, những cái loại tinh bột, phở, tất cả những cái thứ đó thì nó đều là mang tính axit hết các anh chị. Cá thì nó cũng là mang tính axit, nhưng mà nó axit nhẹ hơn thôi. Và gần như thì chỉ có những cái loại rau củ quả thì nó mới là mang cái tính kiềm cao thôi các anh chị. Đó là lý do tại sao mà cơ thể của chúng ta hầu hết trong số tất cả mọi người, 100 người thì đa phần 90 người là nồng độ axit cao rồi, chứ không có rất là ít người mà có thể giữ cho mình được cái nồng độ kiềm cao. Đó là lý do tại sao mà cái việc mà chúng ta giữ cho cơ thể của mình có một cái nồng độ kiềm ở mức mà hợp lý đó là cũng là một cái vấn đề tiên quyết để có một cái sức khỏe tối ưu các anh chị. Thì các anh chị hình dung như thế này nè, khi mà cơ thể của chúng ta mà cái nồng độ mà axit mà cao thì nó sẽ có một cái cơ chế gọi là để mà đưa được cái nồng độ axit đó giảm lại và đưa về cái tính kiềm bằng cách là như thế này. Có nghĩa là nó sẽ lấy canxi, magie ở trong xương của chúng ta để mà nó có thể làm giảm cái nồng độ axit đi. Thì các anh chị hình dung khi mà cơ thể của chúng ta phải lấy canxi, lấy magie ở trong xương để mà bù lại làm giảm cái nồng độ axit đó, thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề về loãng xương nè, rồi nó dẫn tới vấn đề về sâu răng nè. Ngoài ra thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ có một cái cơ chế nữa để mà làm giảm được cái nồng độ axit này, đó là nó tăng cường cái việc tạo ra mỡ để mà nó có thể làm giảm cái nồng độ axit. Thì các anh chị hình dung khi mà cơ thể chúng ta tăng cường cái vấn đề tạo ra mỡ như vậy á, thì vô hình chung nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề như là gì, gan nhiễm mỡ nè, máu nhiễm mỡ nè, cholesterol trong máu cao nè, rồi những cái vấn đề về tim mạch, những cái vấn đề về béo phì, và nặng hơn nó có thể dẫn tới những cái vấn đề về não bộ, rồi viêm khớp, gút, tim mạch. Thì đó là những cái vấn đề mà từ từ cơ thể của chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà cái nồng độ axit của chúng ta cao. Đó là lý do tại sao mà việc giữ cái độ axit nằm ở mức kiềm là tiên quyết, và đây là một cái khía cạnh rất là quan trọng đối với cái vấn đề về ung thư nha các anh chị. Tại vì sao ạ? Tất cả những cái người mà người ta bị ung thư á, thì khi mà xét nghiệm á, thì tất cả những người đó người ta đều có nồng độ axit trong người khá là cao các anh chị. Vậy thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử là cái tính năng mà kiềm cao, kiềm hóa của cái nước ion kiềm này nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta như thế nào. Đây mình sẽ có một cái minh họa để mà giúp cho các anh chị hiểu. Ok, mình sẽ có một cái minh họa để mà mình có thể hiểu được về cái khả năng bổ sung khoáng kiềm tự nhiên của nước Kangen nó sẽ như thế nào các anh chị ha. Mình sẽ có một cái dung dịch để mà mình test cái độ pH của những cái nguồn nước khác nhau. Thì ở đây mình sẽ sử dụng 5 nguồn nước của, thứ nhất là nước ngọt nè, thứ hai là nước tinh khiết, thứ ba nước máy, thứ tư nước khoáng, và thứ năm là nước Kangen. Thì mình sẽ bỏ cùng một cái lượng của cái dung dịch khẩn này vào. Ok, ở đây mình sẽ có một cái thang đo độ pH nè. Thì các anh chị nhìn vào cái thang đo độ pH này thì các anh chị sẽ thấy nè, cái thiên về phía bên màu đỏ này có nghĩa là nồng độ axit cao, mà thiên về phía bên màu xanh tím như thế này có nghĩa là độ kiềm tốt. Thì các anh chị hình dung nước ngọt có ga thì nó sẽ thiên về bên phía là axit nè, nước tinh khiết thì nó cũng có nồng độ axit cao, nước máy thì nó có thể nằm ở cái vấn đề về trung hòa, nước khoáng thì cũng có nồng độ kiềm, nhưng mà cái nước Kangen là nước ion kiềm thì nó mới có cái độ kiềm tốt nhất nha các anh chị. Vậy thì các anh chị hãy hình dung một điều là như thế này nè, nước máy thì nó cũng tốt, nhưng mà nước máy nó sẽ có một cái vấn đề đó là gì ạ? Đó là nó sẽ có những cái vi khuẩn, những cái hóa chất, những cái tạp chất, rồi những cái kim loại nặng,
là những cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta nếu như mà chúng ta dùng lâu ngày. Cái nước tinh khiết này nè, ví dụ như là nước Aquafina hay là những cái nước Lavi mà chúng ta mua ngoài siêu thị chúng ta uống á, thì cái nước tinh khiết này nó dùng cái công nghệ lọc RO á, thì nó đã lọc sạch được những cái vi khuẩn, những cái tạp chất hóa chất. Nhưng mà cái nước này thứ nhất á, là nó không có cái nồng độ kiềm, nó vẫn là nằm ở cái bên mức acid là cái thứ nhất này các anh chị, nên là uống nhiều nó cũng thật sự không phải là tốt. Cái thứ hai là gì ạ? Cái nước máy này khi mà nó lọc sạch như vậy á, thì nó cũng lọc đồng thời những cái khoáng chất có trong cái nước máy luôn, nên cái nước tinh khiết này người ta còn gọi là nước chết các anh chị, dùng nhiều nó không có cung cấp được cho chúng ta khoáng chất. Còn cái nước ion kiềm á, thì cái nước này nó cũng sẽ dùng cái công nghệ lọc, và công nghệ lọc của nó là công nghệ tốt hơn cả công nghệ lọc của những cái nước tinh khiết mà chúng ta uống ở ngoài siêu thị nó, nhưng mà nó sẽ giữ lại được những cái khoáng chất ví dụ như canxi, magie, đồng, kẽm. Ngoài ra nó lại là một cái gọi là loại nước mà nó cung cấp được cái ion kiềm cho chúng ta, nên là khi mà chúng ta dùng á, nó sẽ làm kiềm tính được cơ thể của chúng ta, và nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta nha các anh chị. Ok, thì đó là cái đặc tính thứ hai mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái nước này. Thì cái đặc tính thứ ba mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái loại nước ion kiềm này mà nó có á, đó chính là cái cụm phân tử nhỏ. Có nghĩa là cái nước bi này nè, khi mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng á, là cái kích thước phân tử của cái cụm nước này á, thì nó nhỏ hơn gấp 5 lần so với lại á, là cái kích thước của những cái phân tử nước bình thường. Phân tử nước này á, thì nó chỉ có là 0,5 nanomet thôi. Còn đối với nước tinh khiết hay là nước máy thông thường á, thì cái cụm phân tử của nó là 2,5 nanomet. Và chính vì cái sự khác nhau này nè, nó sẽ dẫn tới cái khả năng hấp thu, khả năng mà thẩm thấu vào tế bào nó khác nhau các anh chị. Tại vì sao ạ? Khi mà một cái cụm phân tử nước bi như này 0,5 nanomet thì nó sẽ nhỏ hơn cả cái kênh dẫn nước của tế bào của chúng ta là 0,7 nanomet, nên là gần như chúng ta uống đưa nó vào cơ thể là nó thẩm thấu ngay vào tế bào luôn các anh chị. Còn đối với lại là nước tinh khiết á, thì nó sẽ cần thời gian để nó thẩm thấu. Và chính vì việc là cái cụm phân tử nhỏ này nè, nó sẽ rất là phù hợp với những cái người là vận động mạnh và phù hợp với cả những cái người mà bình thường luôn. Tại vì sao ạ? Đối với cái nước thông thường á, khi mà chúng ta uống vào thì nó cần tầm khoảng là 30 phút để mà nó thẩm thấu hết được vào màng tế bào. Nhưng đối với cái nước bi, nước ion kiềm này á, thì nó chỉ cần 3 giây để mà thẩm thấu thôi các chị. Ví dụ như những cái người mà vận động nhiều, những cái người mà chơi thể thao á, người ta uống nước lúc đó nhưng mà phải 30 phút sau thì nó mới có tác dụng đối với tế bào, thì lúc đó người ta mới cảm thấy khỏe khoắn để mà người ta có thể tiếp tục vận động được. Nhưng mà khi mà người ta sử dụng cái nước ion kiềm thì này thì người ta chỉ mất 3 giây thôi thì người ta những cái tế bào nó đã được thẩm thấu nước vào và nó đã phát huy tác dụng rồi. Thì khi mà cái khả năng mà thẩm thấu mà tốt như thế này này các chị, thì nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta rất là nhiều ở chỗ là gì ạ? Đó là nó sẽ làm cho khả năng thẩm thấu cũng như là khả năng mà đào thải của cơ thể của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nó sẽ làm giảm được áp lực cho gan thận, là không cần phải là đào thải quá sức các anh chị. Đây mình sẽ có một cái thí nghiệm để mà các anh chị cũng là xem được về cái khả năng thẩm thấu này ha các anh chị. Thì ở đây mình sẽ xem một cái thí nghiệm, nó là dùng đây, nó giúp cho quá trình là trao đổi chất hiệu quả nè, giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả. Đây mình sẽ dùng nó để mà pha trà. Thì các anh chị cũng biết là gì ạ? Trước giờ á, để mà có thể pha trà được á, thì phải dùng nước ấm hoặc là nước nóng. Tại vì sao ạ? Khi mà nước ấm, nước nóng như vậy, nó làm những cái phân tử, khi mà nước nó sôi lên, nó làm những cái phân tử này bị rối loạn, nó di chuyển liên tục á, thì nó mới vào, nó làm cho cái nước trà này nó tan ra. Nước càng đen có khả năng chiết xuất dinh dưỡng nhanh và thải độc hiệu quả. Thì chỉ một phút thôi là nó có thể làm cho trà tan ra rồi các anh chị. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời của cái nước mà ion kiềm này các anh chị. Ngoài ra thì nó còn có cái tính năng cuối cùng mà nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta rất là tốt, đó là nước ion kiềm á, nó sẽ là một cái loại nước mà giàu khoáng chất. Thì các anh chị hình dung rằng là khoáng chất đối với cơ thể của chúng ta nó rất là quan trọng. Nếu mà một người mà thiếu khoáng chất thì nó cũng sẽ dẫn tới nhiều cái vấn đề. Thì khi mà chúng ta dùng cái nước ion kiềm này, nó sẽ có những cái bụi gọi là sủi bọt li ti lên, đó chính là những cái khoáng chất. Ngoài ra thì với cái công nghệ của nó thì nó còn làm tăng gấp đôi cái hàm lượng mà ion canxi có trong cái nguồn nước này nữa các anh chị. Thì khi mà cơ thể của chúng ta được cung cấp đầy đủ khoáng chất như thế này á, thì đó là một cái điều rất là tốt, chỉ thông qua cái vấn đề là uống nước đúng không ạ? Đây mình sẽ nghiên cứu một chút, mình sẽ xem về cái công nghệ lọc của ba cái loại nước. Đầu tiên là nước tinh khiết gồm công nghệ RO này, sau đó thì nó chuyển qua một cái công nghệ cao hơn là nano, là hiện tại công nghệ của chúng ta đang dùng cho những cái máy tạo nước ion này gọi là công nghệ UF. Thì đối với công nghệ này nè, các anh chị thấy là gì ạ? Cái nước RO này thì nó lọc được nước nè, nhưng mà nó những cái phân tử nhỏ nè, ion nè, rồi những cái kim loại nặng nè, virus, vi khuẩn thì nó là có khả năng OK. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái máy gọi là đó là nãy giờ á thì chúng ta đã nãy giờ á thì chúng ta đã nghiên cứu về á là lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng máy ion kiềm và những cái mà lợi ích của cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta được sử dụng cái nguồn nước từ ion kiềm. Đó là gì ạ? Nó sẽ có bốn cái chức năng rất là quan trọng đối với cái việc mà hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất là gì ạ? Đó là nó sẽ có khả năng chống oxy hóa, rồi chống gốc tự do. Cái thứ hai là gì? Nó sẽ tăng cái tính kiềm hóa của cơ thể chúng ta.
Cái thứ ba đó là những cái phân tử nước mà có cụm phân tử nhỏ. Và cái thứ tư là gì ạ? Đó là cái loại nước mà giàu khoáng chất. Đó là lý do tại sao mà những cái quốc gia trên thế giới, mà những cái quốc gia tiên tiến quan tâm đến sức khỏe thì người ta đã sử dụng cái máy này từ rất là lâu rồi các anh chị. Và cái thương hiệu mà chúng ta sẽ phân phối ngày hôm nay đó là một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc, và nó đã có hơn 30 năm trên thế giới rồi các anh chị, và nó hoạt động trên 30 quốc gia khác nhau. Và hiện tại đây là một trong những cái thương hiệu mà gọi là số 1 thế giới về máy lọc nước ion các anh chị. Mà một cái điều đặc biệt nữa là gì ạ? Cái thương hiệu máy Biotech này nè thì nó được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ là FDA các anh chị công nhận là thiết bị y tế loại 1 dành cho gia đình. Và các anh chị cũng hiểu một điều là gì ạ? Để mà được FDA công nhận như vậy thì đây phải thực sự là một cái sản phẩm rất là có giá trị. Tại vì đối với của Mỹ á, những cái chứng nhận liên quan tới của Mỹ á, thì nó không có mua được, mà nó chỉ có là đạt được bằng cái chất lượng của sản phẩm thôi. Thì đây chính là cái thương hiệu sản phẩm mà chúng ta sẽ phân phối các anh chị. Thì đây là nhà máy của gọi là trụ sở chính của cái thương hiệu Biotech này ở Hàn Quốc. Và cái sản phẩm mà chúng ta sẽ nhập về đó là chúng ta sẽ nhập nguyên siêu nguyên thùng nha các chị. Cái sản phẩm này 100% được làm ở bên Hàn Quốc, được đóng gói, được gia công tất cả mọi thứ ở bên Hàn Quốc, và chúng ta chỉ có nhập về và phân phối thôi các chị. Và đó là lý do tại sao mà tất cả những cái vấn đề liên quan tới hỏng hóc, bảo trì, bảo hành thì đều được đảm bảo bởi thương hiệu Biotech toàn cầu, trụ sở chính ở Hàn Quốc đấy các anh chị. Và đây là một số những cái chứng nhận mà công ty đã đạt được này các anh chị. Cái FDA đó là một cái chứng nhận do ủy ban về là kiểm định chất lượng của Hàn Quốc trao này, FDA nè là của Mỹ nè, GMP là một cái chứng nhận mà thực hành sản xuất tốt. Cái chứng nhận này nó rất là khó đạt được nha các anh chị. Rồi chứng nhận về ISO 9001 nè, CA này là cái chứng nhận của những cái khối liên hiệp châu Âu á, mà các anh chị cũng biết là gì? Cái khối liên hiệp châu Âu này để mà đạt được những cái chứng chỉ về chất lượng sản phẩm, về an toàn sản phẩm á, thì nó cực kỳ khó nha các anh chị. Thì đây là những cái chứng nhận của những cái sản phẩm mà Biotech đã đạt được. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều những cái chứng nhận khác, nó có hơn 100 cái giải thưởng và chứng nhận từ những cái quốc gia uy tín như là Canada này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu là những quốc gia mà hiện tại đang phân phối. Thì á, cái sản phẩm máy lọc nước của chúng ta các anh chị nó sẽ có hai phần nha các anh chị. Thứ nhất là một cái bộ phận là bộ phận lọc nước, và thứ hai là bộ phận điện giải. Thì cái bộ phận lọc nước này của chúng ta á, hiện tại Biotech là một trong những cái thương hiệu mà có cái bộ phận lọc nước mà gọi là tốt nhất trên thế giới các anh chị. Cái bộ phận lọc này thì nó sẽ có là 15 tầng lọc, và nó có những cái lớp như là lớp bông nè, màng sợi rỗng nè, than nano hoạt tính, canxi sung phích. Thì các anh chị biết rằng á, là cái công nghệ mà màng sợi rỗng á, là hiện tại là cái công nghệ mà có thể nói là tốt nhất về lọc nước. Và máy lọc nước Biotech á, thì nó là có 15 tầng lọc, và nó sẽ cực kỳ là phù hợp với lại là những cái nguồn nước ô nhiễm giống như là ở Việt Nam vậy các anh chị. Ở Việt Nam khi mà cái nguồn nước ô nhiễm á, thì cái bộ phận lọc nó phải tốt. Và cái bộ phận lọc này á, thì cái công suất của nó á, là nó có thể lọc được tầm khoảng là từ 1,5 tới 3 lít trong 1 phút. Và cái nó có hai cái loại lọc. Và khi mà chúng ta sử dụng như vậy á, thì 9.000 lít nước á, thì chúng ta sẽ thay cái lõi lọc một lần nha các anh chị. Đó là bộ phận lọc nước. Thì nó sẽ lọc sạch được 99% vi khuẩn nè, virus, những cái tạp chất, những cái hóa chất, những cái kim loại nặng. Nhưng mà nó sẽ giữ lại trọn vẹn á, là những cái khoáng chất, những cái ion mà cần thiết cho cơ thể. Ví dụ như là canxi, magie, kiềm, rồi đồng, kẽm. Đó là những cái ion mà kim loại mà chúng ta cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra nó cũng sẽ có một cái phần ở đây là nó tăng cường cái hàm lượng ion canxi cho cơ thể của chúng ta. Những cái vấn đề về loãng xương nè, tê tay tê chân, rồi giãn tĩnh mạch, nhức mỏi vai gối, đó là những cái vấn đề mà hiện tại chúng ta gặp rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta dùng nguồn nước mà nó có đầy đủ khoáng chất như thế này nè, thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều cho cái vấn đề mà cải thiện những cái vấn đề về xương khớp mà nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau. Thì đó là bộ phận lọc nước. Cái bộ phận thứ hai mà cái máy này nó sẽ có đó là bộ phận điện giải nha các anh chị. Thì bộ phận điện giải này, một cái sự khác biệt giữa cái thương hiệu Biotech này so với những cái thương hiệu khác đó là nằm ở những cái tấm lõi lọc này các anh chị. Nó sẽ đưa cái nguồn nước được lọc vào đây và sau đó nó sẽ điện phân ra thành là nước bi, là nước ion kiềm đó các anh chị. Thì á, những cái bản cực này á, là nó được làm bằng titan và vàng trắng. Và đây là nó được đúc nguyên khối nha các anh chị. Rất là nhiều cái thương hiệu á, thì nó là hàng ráp. Thì khi mà nó ráp lại như vậy á, thì nó không có đạt đủ được cái lượng chất lượng nước. Nhưng mà cái của chúng ta là nó được làm bằng titan và vàng trắng nguyên khối. Ngoài ra á, thì cái chất lượng nước nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái vấn đề là số lượng tấm điện cực. Thì đối với lại là cái thương hiệu Biotech này thì số lượng tấm điện cực là từ 5 tấm trở lên hết các anh chị. Ok, đó là một số cái ưu điểm của cái máy Biotech này so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Thì các anh chị cũng hình dung một điều là gì? Cái thiết kế của nó thì nó rất là đẹp và rất là gọn. Các anh chị sử dụng cái máy này một cách rất là tiện dụng. Nó sẽ báo bằng đèn nè, bằng âm thanh. Và cái nước này nó sẽ được bắt trực tiếp tại vòi nước của chúng ta để mà chúng ta sử dụng. Cái máy này á thì chúng ta có thể sử dụng để mà nấu ăn nè, sử dụng để mà uống và sử dụng để làm rất là nhiều việc, và nó rất là gọn, nó không có dây dợ gì mà lầm thầm hết. Khi mà chúng ta đưa vào nhà nó sẽ rất là thẩm mỹ và rất là sang nha các anh chị. Thì một cái máy lọc nước Biotech như này nè, nó sẽ cung cấp được cho chúng ta là 7 loại nước tất thảy nha các anh chị. Thứ nhất đó là nước ion kiềm ở mức 1, cái độ pH của nó là từ 7.5 tới 8. Thì nó sẽ được dùng uống trực tiếp hàng ngày cho trẻ nhỏ hoặc là người lớn trong tuần đầu tiên sử dụng nước bi. Cái nước bi mức 2 hoặc là 3 thì cái độ pH của nó sẽ dao động là từ 8 tới 9.5. Thì chúng ta có thể dùng nó để mà uống trực tiếp hàng ngày thay cho nước thường.
Người lớn tuổi thì chúng ta sẽ dùng nước bi ở hai cái mức này. Thì khi mà chúng ta dùng cái nước ion kiềm ở mức này thường xuyên thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta cái khả năng chống oxy hóa nó sẽ cực kỳ tốt nè. Rồi cái kiềm tính của cơ thể của chúng ta nó sẽ cực kỳ tối ưu, và cái khả năng hấp thu, khả năng chuyển hóa, trao đổi chất nó cũng sẽ diễn ra tốt hơn nhờ vào những cái cụm phân tử nước nhỏ. Rồi cái loại nước thứ tư đó là nước bi ở mức 3, mức 4. Đó là gì ạ? pH của nó sẽ là từ 9.5 tới 10.5. Thì các chị hình dung là gì ạ? Cái nước bi ở mức 4 như này nè thì nó sẽ dùng để mà nấu hàng ngày thay cho nước thường nha các chị. Thì khi mà chúng ta dùng cái nước bi ở cái mức 4 này nè để mà chúng ta nấu ăn á, thì nó sẽ có một cái ưu điểm hơn so với những cái nước khác là gì ạ? Nó sẽ có khả năng giữ được cái khoáng chất, giữ được vitamin trong những cái vấn đề về rau củ quả, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nè. Rồi ngoài ra là khi mà chúng ta dùng nước ion kiềm ở mức 4 để mà chúng ta đun sôi nè, hoặc là pha cà phê nè, thì chất lượng của nó cũng sẽ tốt hơn. Rồi nước bây giờ ở mức 5 á, là từ 10.5 tới 11.5 á, thì có thể dùng để mà rửa rau củ quả lần cuối. Khi mà chúng ta dùng cái này để mà rửa rau củ quả lần cuối á, thì nó có thể hỗ trợ cho chúng ta trong cái vấn đề á, là làm giảm được cái lượng thuốc trừ sâu, những cái hóa chất mà có trong cái rau củ quả đó. Ngoài ra chúng ta dùng chén đũa mà dầu mỡ quá nhiều thì chúng ta dùng nước bi ở cái mức 5 này nè, nó cũng có thể hỗ trợ cho cái vấn đề là làm giảm được những cái mỡ, dầu mỡ trong cái đó. Ngoài ra thì trong một số cái trường hợp về sức khỏe, ví dụ như là ung thư hoặc là tiểu đường nè, thì á là bác sĩ người ta sẽ khuyến khích sử dụng cái nước bi mức 5 này cho những cái cơ thể đó để mà phục hồi lại cơ thể các anh chị ha. Rồi đó là năm cái mức nước ion kiềm có trong cái máy này. Ngoài ra nó sẽ có ba cái chế độ nước nữa. Một cái chế độ nước á, đó là nước tinh khiết 7 chấm. Thì nước này các anh chị sẽ dùng nó để mà uống thuốc nè. Rồi cái mức thứ 6 á, mức thứ 7 á, đó là nước cân bằng. Thì cái nước này á, hay còn gọi là nước hoa hồng á, thì cái độ pH của nó sẽ từ là 4.5 tới lại là 5.5. Thì nó sẽ được dùng để mà rửa mặt nè, dưỡng da, tẩy trang, gội đầu, là súc miệng. Tại vì cái độ pH đó nó sẽ bằng với độ pH của da của chúng ta luôn. Thì khi mà chúng ta dùng cái nước pH ở cái độ này nè, nó sẽ làm da của chúng ta trở nên mềm, mịn và sáng hơn. Rồi cái mức cuối cùng đó là mức nước axit điện giải, pH của nó là từ 2.5 tới 3.5. Thì nó sẽ được lấy ra từ cái vòi dưới các chị ha. Thì cái nước này nó có đặc điểm là gì ạ? Cái khả năng sát khuẩn của nó sẽ rất là mạnh. Và nó được dùng để mà rửa vết thương nè. Rồi các chị có thể dùng nó để mà chán dao thớt nè, rồi cha mắt khi mà đau mắt đỏ, rửa những cái vết bỏng da, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da. Đây mình sẽ có một cái cho các anh chị theo dõi về cái khả năng mà rửa được rau củ quả của nó này các chị. Đây. Đây là cái khả năng rửa sạch thuốc trừ sâu trên rau, trên hoa quả này các chị. Đây mình sẽ có cà chua bi. Các chị cũng biết cà chua bi là một trong những cái loại mà nó oxy hóa chất khá là nhiều. Mình sẽ có cho 2 ly nước. Một ly nước là nước máy thông thường và một ly đó là nước ion kiềm. Nước máy có hoàn toàn rửa sạch được rau củ không? Đây mình sẽ bỏ cà chua vào hai cái ly này. Đó. Mình sẽ bỏ cà chua vào hai cái ly này các chị ha. Nước máy có hoàn toàn rửa sạch được rau củ không? Đó, mình sẽ bỏ cà chua vào hai cái ly. Các chị quan sát cái nguồn nước nè. Thì đối với nước kangen nè, nước bắt đầu đổi màu nè, đó là gì? Nó đã rửa sạch những cái rau củ, rửa sạch được những cái hóa chất, lọc những cái hóa chất. Còn đối với cái nước máy này á, thì nó vẫn là bình thường nè các anh chị. Ok ha. Đó, thì cái sản phẩm của chúng ta á, nó sẽ cực kỳ là hiệu quả luôn. Và cái thiết kế của nó cũng sẽ rất là đẹp. Nên là đây là một cái sản phẩm mà hiện tại á, thì cái thị trường Việt Nam của chúng ta chưa nhiều người ta hiểu được về cái máy tạo nước ion kiềm. Để mà cái level cơ bản nhất là máy lọc nước á, thì cũng đã không có nhiều người ta sử dụng rồi các anh chị. Và người ta không sử dụng không phải á, là vì người ta là tiết tiền hay là gì hết. Người ta rất là quan tâm tới sức khỏe nhưng mà người ta chưa có hiểu đúng về nó thôi. Người ta có thể hiểu được về cái sản phẩm này, hiểu được về cái vai trò, cái công dụng của nó á, thì chắc chắn rằng á, là người ta sẽ có rất là nhiều khách hàng mà người ta sẽ mua cái sản phẩm này. Và đây thật sự là một cái sản phẩm có giá trị cao nha các anh chị. Những cái sản phẩm mà chúng ta phân phối á, thì nó có giá trung bình là từ 45, 54, 59 triệu. Thì các anh chị hình dung một điều là như thế này nè, khi mà mình nhìn cái mức giá này nè, thì mình có thể thấy rằng là nó khá là cao. Nhưng mà đó là vì chúng ta chưa có tìm hiểu về thị trường này thôi các anh chị. Ở đây mình sẽ cho các anh chị xem về cái mặt bằng chung của giá của cái sản phẩm này, để mà các anh chị có thể hiểu được về nó, để mình có thể tư vấn cho khách hàng. Đây thì mình sẽ tham khảo một chút về giá của những cái sản phẩm mà máy ion kiềm này trên thị trường như thế nào các anh chị ha. Thì đây là một cái trang mà nó sẽ tổng hợp rất là nhiều cái máy
Thì các anh chị nhìn nè, là 45 triệu nè, rồi những cái máy của những cái thương hiệu khác nè, 98 triệu, 86 triệu, 68 triệu, 80 triệu, 65 triệu, 48 triệu, 68 triệu nè. Thì các anh chị hình dung rằng so với mặt bằng chung của những cái sản phẩm này nè, thì cái máy Biotech của chúng ta là rẻ hơn các anh chị. Tại vì những cái máy này thì nó dao động là từ 50 mấy, 60, thậm chí là 100 mấy chục triệu này các anh chị. Thì chỉ có một cái máy Panasonic là giá của nó là 22 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà cái máy này á là nó chỉ có 3 cái tấm điện cực thôi các anh chị. Nên rằng là cái chất lượng nước của nó sẽ không có được như ý. Còn những cái máy mà có từ 5 tấm điện cực trở lên á, thì là cái máy Biotech này là nó là một trong những cái thương hiệu mà rẻ nhất nhưng mà lại là tốt nhất rồi các anh chị. Cái thương hiệu máy Biotech này khi mà khách hàng của chúng ta sử dụng á, thì người ta sẽ được lắp đặt miễn phí, các anh chị chỉ cần tư vấn thôi, thì ngay lập tức là bên Biotech nó sẽ có nhân viên kỹ thuật tới tận nhà của khách hàng lắp máy cho khách hàng và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Rồi cái máy này sẽ được bảo hành 5 năm và bảo trì là vĩnh viễn, và cứ 9.000 lít nước á, thì cái đội ngũ kỹ thuật của Biotech người ta sẽ tới thay lõi lọc và chúng ta chỉ cần trả tiền cái lõi lọc thôi. Một cái lõi lọc như vậy là 1,5 triệu thôi các anh chị. Thì cái này nó rất là hay ở chỗ là nó có chính sách trả góp của ngân hàng là 12 tháng, có nghĩa là khách hàng của chúng ta người ta chỉ cần bỏ ra 20% vào cái thời điểm người ta mua máy thôi. Ví dụ như 45 triệu thì người ta chỉ cần bỏ ra 9 triệu thôi, và sau đó thì mỗi tháng người ta sẽ trả góp là 3 triệu và là lãi suất 0%. Thì cái chính sách này nó sẽ giúp cho mình mua một cái máy này nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Các anh chị hình dung một điều là gì? Mình chỉ cần bỏ ra 3 triệu mỗi tháng thôi để mà mình có thể sở hữu được cho mình một cái nguồn nước cực kỳ tốt như thế này. Và nó không phải chỉ có sở hữu cho mình mà còn cho cả gia đình mình, cho các thành viên khác, từ ông bà cha mẹ cho tới con cái của mình, ai cũng đều có thể uống được cái nguồn nước tốt như này. Thì 3 triệu là nó quá rẻ đúng không ạ? 3 triệu á thì ăn một bữa cùng với gia đình hay là mua một cái món quà nào đó tặng vợ tặng chồng thì nó cũng hết. Nhưng mà nếu như 3 triệu này mỗi tháng chúng ta chích ra để chúng ta mua cái máy này thì chúng ta có thể có một cái nguồn nước sạch, một cái nguồn nước tốt để mà mình dùng cả đời luôn các chị. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngoài ra thì sao ạ? Chúng ta cũng biết là gì ạ? Cái việc mà chúng ta nhanh chóng sở hữu cho mình một cái nguồn nước tốt á, thì đó sẽ là cái kim chỉ nam, cái tiền đề để mà chúng ta bắt đầu có một cái sức khỏe tốt, đặc biệt là đối với cái điều kiện nước như ở Việt Nam. Thì cái máy này nó lại càng phát huy được cái tác dụng của nó. Rất là nhiều những cái người bác sĩ, những cái người mà giáo sư, tiến sĩ, là những cái người mà người ta hiểu biết về sức khỏe và hiểu biết về cái sản phẩm này thì người ta đều sử dụng hết các anh chị. Từ là giám đốc bệnh viện y dược nè, rồi giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy nè, cho tới là giám đốc trung tâm dinh dưỡng nè, tất cả những cái người đó hiện tại người ta đang sử dụng cái máy này hết. Nên chắc chắn rằng là cái thị trường, cái nhu cầu của sản phẩm này nó sẽ rất là lớn. Và những cái người mà người ta quan tâm tới sức khỏe á, thì người ta cái nhu cầu sử dụng mỹ phẩm nó làm đẹp nó sẽ rất là cao. Nhưng mà những người quan tâm tới nhu cầu về làm đẹp chưa chắc là có nhu cầu về sức khỏe. Và đây là cái sản phẩm mà nó mang lại sức khỏe một cách thiết thực cho cái người mà người ta sử dụng luôn các anh chị. Và khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nè, thì chỉ trong vòng một tuần thôi là chúng ta đã cảm nhận được cái sự khác biệt của cái nguồn nước mà chúng ta đưa vào cơ thể, cũng như là cái sự khác biệt của cơ thể của chúng ta trong cái quá trình mà nó sử dụng cái nguồn nước này rồi các anh chị. Cơ thể của mình sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn, thoải mái hơn, minh mẫn hơn, và cái khả năng đào thải độc tố lọc trong cơ thể của chúng ta, khả năng trao đổi chất nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tại vì sao ạ? Tại vì đây là một cái nguồn nước mà nó có khả năng chống oxy hóa, nó còn có khả năng là gì? Tăng cái độ kiềm tính, làm mát cái cơ thể của chúng ta, ngăn ngừa cái vấn đề về lão hóa, tăng cường cái sự trao đổi chất, ngăn ngừa rất là nhiều vấn đề về mãn tính. Thì không có lý do gì mà chúng ta không sử dụng cái sản phẩm này đúng không ạ? Và đặc biệt là cái chính sách mà hỗ trợ trả góp của cái sản phẩm này chắc chắn đây sẽ là một cái điều rất là tuyệt, để chúng ta chỉ cần bỏ ra 10 triệu thôi các chị. 10 triệu là có thể lắp cái máy này và sử dụng nó hàng ngày rồi. Bảo hành thì bảo hành trọn đời, có nghĩa là sao ạ? Thanh toán thì thanh toán rất là đơn giản, nhưng mà sử dụng cái nguồn nước này thì giá trị rất là cao. Ok, thì chúc cho các anh chị mình sẽ có thật nhiều khách hàng đối với